Rồi hello, xin chào đại gia đình yêu thích chăn nuôi nha. Đến với kênh YouTube của Hải nha. Thì hôm nay chủ nhật Hải cũng chúc anh em mình có một ngày nghỉ thật là vui vẻ bên gia đình. Đặc biệt cái nội dung hôm nay là mình muốn chia sẻ cho những anh em mới chơi gà. Tại sao? Tại vì ở đây có một số anh em cũng đặt câu hỏi cho mình nha, cũng là mới chơi gà thôi. Thì nói rằng như thế này, em cũng xem YouTube rất là nhiều trong giai đoạn đang học hỏi. Thì quá nhiều anh em chia sẻ rất là nhiều cái kiến thức về một con gà hay. Xem rồi thì em quên hết. Bây giờ anh có cái cách nào đơn giản chỉ cho em xác định được một cái con gà hay, biết xài cựa là được, mà quan trọng là dễ nhớ. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của mình nha. Đặc biệt anh em nào mà chơi gà gành thì bỏ qua đi, anh em nào mới biết chơi thì nghe nha. Ở con gà, nếu anh em mình thấy được bốn yếu tố này thì anh em mình nên chọn và nuôi và chơi thử nha, coi từ đó anh em mình trải nghiệm. Hoặc là những anh em nào chơi gà lâu rồi đó thì nghiệm lại coi mình đã từng sở hữu những cái con gà giống như gì chưa và cái tỷ lệ thành công như thế nào nha. Và yếu tố thứ nhất nè, mình đi từ cái mặt ngoài và xuống đi ha, nhìn tổng quan quan trọng nhất nha là con gà nó liền kính là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em mình tập trung vô cái mặt con gà, mắt nó sâu, nó sáng, nhìn vô có thần. Thậm chí anh em mình nhìn vô nhầm con mắt nó hơi trắng trắng chút xíu nữa ha, nhìn rất là sát khí nha. Đó là những cái con gà hay. Tiếp tục một yếu tố thứ ba là cái nết của con gà. Có một số anh em thảy xuống hai con gà sổ chung nha. Có những con nó đứng từ xa nó dè ẩn cái lưng lại ha, nó quay cái đầu ra, dáng tướng rất là lanh lẹ. Những cái con đó không nên thân đâu. Nhưng mà những cái con mà thảy xuống nó không lanh lẹ, nó không láo táo, nhưng mà mặt mày nó cứ ghìm vô đối thủ nó, mà nó cũng không sắn chạy vô liền. Đó là cái nết của những cái con gà đá cửa tịch chuyên nghiệp, quan trọng lắm nha. Rồi bây giờ mình đi qua yếu tố thứ tư và cũng là yếu tố cuối cùng nha. Nói chung một con gà sở hữu bốn yếu tố này là ok lắm nha. Là anh em mình tưởng tượng cái này là cái bàn chân gà đi, ngón này là bỏ nghe không có nha, rồi ngón này coi như là cái ngón thới nó đi. Đặc biệt anh em nhìn kỹ ba ngón này, không phải gà chân cua nha, thẳng hết trơn gì hết á nha, thẳng hết. Nhưng ở đây nè anh em mình nè, nhìn từ góc chân ra khoảng 2/3 ngón ở ngoài, con gà nó lãi vậy, nó lãi vô trong nha, nó lãi vô trong. Thậm chí đứng xuống nó, anh em cũng thấy cái ngón này nó lãi vô trong rõ ràng, nó lãi hơi nhiều nha. Mà không phải chân cua, nếu chân cua thì mấy ngón kia nó có hơi cua cua vô hết, chỉ có một ngón này thôi là hơi cua thôi. Đó là những con gà xài cựa rất là tốt. Thậm chí là những cái con gà chân nó hơi thịt thôi, mà anh em mình thường nói ù mà nó đi bộ thôi cũng có cỡ nữa, là những cái con gà thường nó chân thịt đó, mà nó nhảy không cao nổi đó nha, mà nhảy là có cỡ rất là quan trọng nha. Nếu mà những cái con gà chân khô vậy mỏng câu bóng mà có được cái ngón chân mà lãi vô hai bàn chân hết nha, là những con gà xài cựa rất là tốt, kết hợp với ba yếu tố trên. Nhưng ở đây mình cũng chung quy lại nha, anh em mình chọn một con gà có bốn yếu tố này cũng phải xuất phát từ những cái mẻ gà hay, mẻ gà để đi thi nha, chứ không phải ra ngoài chợ chọn đại một con gà thịt mà có bốn yếu tố này đem về chơi là được đâu nha. Rồi thì tới đây cái nội dung kết thúc, chúc anh em mình chọn lựa những con gà hay nha, sở hữu. Tạm biệt cả nhà.